và lời đầu tiên Minh Quyết xin gửi lời chào đến quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn một lời chào thân yêu và trân trọng nhất nhé. Vâng, xin kính chào bác Đỗ Sinh, chúc bác và gia đình luôn hồng phát. Xin chia sẻ với tất cả các anh em và các bạn trên mọi miền cả nước đến với hội chợ Festival Đắk Lắk năm 2023. Xin chia sẻ với mọi người đây là một tác phẩm của nhà vườn Phạm Đình Giỏi. Và anh Phạm Đình Giỏi cũng là chủ tịch hiệp hội 30 tháng 4 tại tỉnh Đắk Lắk các bạn nhé. Và chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng tác phẩm xanh Nam Điền. Tác phẩm này đã thay được rất là nhiều lần chậu. Tay cành. Chốt tay thứ nhất bây giờ vanh tầm 100 và chốt tay thứ hai vanh tầm 60 năm các bạn nhé. Trên cây có đóng một cái củ trỏ, trên tay số 2 đóng một củ trỏ rất là đậm. Chúng ta đang chiêm ngưỡng chốt số 1. Tác phẩm xanh dáng nàng của anh Phạm Đình Giỏi. Rất là lớn và rất là nhìn rất là thơ mộng trong một cái khuôn viên rất là lớn. Trong hội chợ Festival Cà Phê tỉnh Đắk Lắk. Hội chợ sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Hôm nay với là các nhà vườn của tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và các tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai đang đưa đến. Hội chợ bắt đầu ngày mai các bạn ạ. Ngày mai là ngày 9 tháng 3 bắt đầu là khai mạc hội chợ. Do ánh sáng mặt trời đang ngược ánh sáng, có gì mong quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn thông cảm. Phần phía bên ánh nắng mặt trời cho nên là rất là khó quay. Đây là có một cái cột để treo buổi tối các anh treo điện. Rất là đông người ngắm các bạn nhé. Trong một không gian rất là rộng lớn các bạn ạ. Trong một không gian hội chợ rất là lớn. Và so với tầm người thì cây rất là lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin kính chào tất cả các bạn đã đến với tác phẩm thứ hai của nhà và của nhà vườn Phạm Đình Giỏi. Tác phẩm này anh mới gửi ra Bắc làm đá. Nghe nói là anh chơi cái này xong về anh sẽ cho ăn đất sau hội chợ này, mang đi để cho nó có phong trào và chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng tác phẩm mới nên đá mới. Tác phẩm này chắc nên đá phải khoảng 4 năm nữa thì mới đạt được hiệu quả của công việc nên đá. Bởi vì rễ bây giờ đang còn nhỏ, bây giờ đang chờ rễ nó to bằng ngón chân cái và nó cắn vào những cái hốc đá là cả một vấn đề các bạn nhé. Do không gian quá rộng lớn và không có bình phong tựa lưng cho nên không thấy được những cái không thấy được hết những cái nét đẹp của cây các bạn. Và chúng ta cùng nhau xem mặt sau của tác phẩm. Và chúng ta cùng nhau xem một vài tác phẩm nhỏ hạng trung của nhà vườn Phạm Đình Giỏi các bạn nhé. Một tác phẩm xanh năm điền đã hoàn thiện. Vâng, đến với triển lãm nhà vườn Phạm Đình Giỏi cũng mang theo một cây chắp bách diệp vàng lũa rất là đẹp các bạn nhé. Và chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng tác phẩm của nhà vườn Phạm Đình Giỏi. Cây đã rất là ổn định trong chậu, một chậu men sứ các bạn nhé. Hôm nay là ngày tập kết tất cả các cây, ngày mai mới bắt đầu là khai mạc triển lãm các bạn nhé. Cho nên là ngày hôm nay nó vẫn còn đang rất là tấp nập những tác phẩm nhỏ và trung trung của nhà vườn Phạm Đình Giỏi mang đến khu triển lãm. Đây là một cây linh sam. Đây là một cây mai chiếu thủy. Và tiếp theo đó là một cây linh sam, nó tạo thành một bộ ba. Vâng, xin kính chúc tất cả các bạn một ngày may mắn và muôn điều tốt đẹp.